Welcome các cô chú bác anh chị đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Cả nhà có thể thấy hôm nay trời trong xanh rất là đẹp và đây là một khu thương mại khá là sầm uất. Mình rất là thích khu này tại vì rất là xinh đẹp và sang trọng. Để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ những tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Kênh Uyên Quỳnh hiện tại đang mở ra chương trình ưu đãi dành cho hội viên. Nếu ai đăng ký là hội viên của chương trình, tùy theo từng cấp độ sẽ được hưởng những ưu đãi trong đó. Và những anh chị nào khi lên kênh của Uyên Quỳnh khá lâu chưa tìm được bạn và Uyên Quỳnh cũng không nhận được tin tức về anh ấy là chị ấy đã có bạn rồi hay chưa, thì những phần video của anh ấy, chị ấy sẽ được đăng lại bên phần Facebook. Và khi các anh chị đang tìm hiểu với nhau thì nhớ tìm hiểu cho thật kỹ, nhất là về chuyện tiền nong thì không nên vướng vào, vì như thế dễ mất lòng. Nào bây giờ Quyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi, chị chào em nha. Dạ, em chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Em chúc chị luôn luôn đẹp và nhiều sức khỏe nha. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu cho mình. Cả cộng đồng đang kết nối yêu thương của chị Yên Quỳnh. Chúc tất cả mọi người luôn luôn nhiều sức khỏe và thành công. Rồi em giới thiệu cho mình đi. Dạ em tên Nguyễn Thị Thúy Nguyên. Em hiện là phòng ai tại nhà chị sửa đồ. Em làm công việc đó được bao lâu rồi? 8 năm rồi chị. Em sinh năm mấy? Em sinh 1985. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Hồi trước 23 tuổi em có kết hôn một lần, nhưng mà ở có 1 tháng 13 ngày là em thôi luôn, tới giờ em có con. Ở 1 tháng 13 ngày hả? Dạ. Hai vợ chồng em quen nhau hay người ta làm mai? Người ta làm mai chị. Ồ. Nhưng mà thời gian làm mai rồi em có tìm hiểu không? Thì cũng hơi sớm á chị. Sao mới 1 tháng 13 ngày là thôi là sao? Con trai miền Tây ăn nhậu đó chị ơi. Thấy không có tương lai với có nhà cái không hợp đó chị. Nhưng mà khi ở xóm thì em cũng biết thời gian lâu em cũng biết anh ấy là cũng ăn nhậu mà phải không? Tại sao em chấp nhận? Không có qua lại cũng như biết, nhưng mà lúc trước thì em cũng nhát, không muốn tiếp xúc. Người ta làm mai chỉ gia đình nó được thì mình hai bên chịu ưng thôi. Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Em cũng không biết, chắc ít nói gì rồi. Còn khuyết điểm của mình? Nhát chị. Nhát hả? Công việc thợ may của em á, bây giờ thì người ta mặc đồ của shop thì nhiều. Công việc của em có bị ảnh hưởng nhiều không? Không, mình hồi trước thì may, giờ qua mình sửa đồ luôn. Cũng sửa được chị. Em có may được áo dài, áo bà ba được không? Áo bà ba may được, nhưng áo dài không kém được chị. Con ơi, cho lịch sử Pai 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 xây dựng bảo vệ cho quý vị từ trước đến sau. 407-222-5577 Hãy phát triển, không lấy tiền. Bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Rất hiền trung thực đi chị. Biết làm. Em có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Chắc càng lớn tuổi hơn em càng tốt lắm chị. Cái tuổi em nhỏ nhỏ đi lập trường cũng là em muốn càng lớn tuổi càng tốt, không có giới hạn tuổi tác ha. Dạ. Rồi em có được mấy anh chị em? Dạ em 5 anh chị em. Em là thứ mấy trong gia đình? Em thứ tư chị. Gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Dạ không.
Gia đình em không có ai ở nước ngoài hết hả? Cha mẹ của em còn đầy đủ không? Dạ còn đầy đủ. Em hiện đang sống với cha mẹ hay là sao? Em sống với cha mẹ, như hai đứa em, như đứa cháu. Em của em đã lập gia đình chưa? À, em trai em một đứa lập gia đình rồi thôi, rồi còn đứa thì kế em chưa lập gia đình. Cha mẹ của em lớn tuổi dữ không? Ba mẹ em năm nay 70, 70, 71. Thí dụ một anh mà muốn làm quen với em á, anh ấy hút thuốc uống rượu á, thì em nghĩ như thế nào? Nếu gì công việc thì bình thường chị, đừng đừng có quá đà là được. Rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Em bạn em chỉ em lâu rồi nhưng mà em không biết cách nào để liên lạc với chị á. Em theo dõi chị lâu rồi Rồi em sau khi bạn em giới thiệu thì em đã coi được nhiều video không? dạ nhiều, em theo dõi thường xuyên, nhiều khi một mỗi ngày, khi 2 ngày một lần. Em coi thường xuyên như thế thì em có cảm thấy mến được anh nào trên kênh của chị không? Hôm trước có cái anh gì nhưng mà em nghĩ cái người chăm sóc em đâu, cái anh gì tròn tròn mà mặc áo trắng chị, Như chồng tròn. tôi muốn em cũng không thích đâu. Bây giờ công việc của em á thì không mấy ổn định, thì em những lúc rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Nghe nhạc, Nghe nhạc hả? Ngoài nghe nhạc ra có sở thích nào khác nữa chơi với cháu. không? Có thích đi du lịch không? Du lịch thì cũng thích nhưng mà bây giờ chưa đi với ai được hết chị ơi. Hồi đó giờ có đi du lịch ở đâu chưa? Dạ không. Rồi à, em có sở thích hát karaoke Nghe em hát giỏi lắm, không? em chỉ thích nghe người ta hát thôi. Vậy là thú vui giải trí là không có gì hết hả? Rồi à, em có nấu ăn ngon không? Nấu ăn tạm được thì chị ngon lắm. Chiều cao của em là bao nhiêu? Em 1m6. Nay em cân nặng 54 kg. Em có thể đứng lên cho mọi người thấy dáng em ha, năm mấy ký thì chưa mập đâu. Cái quần ở dưới là cái quần đồ bộ vậy sao chị? Vậy Tại vì nãy em quay con khúc, em thấy mấy bạn quay con khúc à. nếu có người yêu, em thích người yêu của mình có tính lãng mạn không? Chắc ai cũng thích đó chị. Chắc ai cũng thích luôn á hả? Có nhiều người không thích nha em. Với công việc hiện tại của em là chị cảm thấy là chị thấy thấy là chưa có gì là ổn định á, thì nếu mà có cơ hội em cũng muốn thay đổi công việc của mình không? Có cơ hội thì càng tốt. Nếu mà có cơ hội thì em thích làm công việc gì? Em thích kinh doanh nhưng mà không có điều kiện. Em có bao giờ kinh doanh không? Dạ. Em có bao giờ thử kinh doanh, làm kinh doanh chưa? Như lúc trước mẹ em có buôn bán thì em cũng cho phụ thì thấy bán được. Mà sau này già cả rồi không bán được. Hồi trước mẹ em buôn bán là thằng gì? Ăn uống rồi chị ơi. Và bây giờ nếu có cơ hội là em thích bán mặt hàng gì? Mỹ phẩm hay Là quần áo? Nhà em có thuận tiện để mình mở shop không? Hay là khi em muốn mở shop như thế là em phải đi thuê mặt bằng? em phải đi thuê mặt bằng chị, tại nhà em ở trong vườn. Vậy đó hả? Dạ. Là già nhà em trong vườn là cha mẹ em làm ruộng làm rẫy á hả? Dạ trồng cây. Cây ăn trái thì cây ăn trái gia đình em thường trồng những loại cây ăn trái gì? Xoài, măng cụt, dưa, mít. Ở quê em là ở đâu? Ở Cần Thơ mà đi xuống Hậu Giang đó chị. Ồ, ở đó trồng măng cụt được ha. Dạ dạ Mùa này là mùa măng cụt phải không?
Dạ em có thu hoạch được không hay là chưa thu hoạch được? Dạ thu hoạch gần hết rồi mà rẻ lắm chị. Thường nó mắc lắm mà, sao nay rẻ hả? Người ta mua ăn thì mắc chứ lại vườn mua rẻ lắm chị ơi. Nhiêu một ký? Đây bán có 35-40 rồi. Đà loại nhất tức, loại nhỏ nhỏ hơn rẻ luôn hả? Dạ. Nhà em trồng được mấy công? Nhà em có khoảng 4 công nhưng mà trồng 2-3 loại chứ không phải một loại. Măng cụt dương vừa qua đó nhà em là nhà thu hoạch khoảng bao nhiêu ký? Không nhớ được đâu chị ơi, tại nó không bán một đợt đâu, bán đợt trước đợt sau là sao vậy đó. Mỗi Tại đợt người như ta vậy mình nó thu hoạch chín đều, nó không có chín đều một lần đâu, nhưng mà mỗi đợt như vậy mình thu hoạch bao nhiêu? bán một lần nhiều khi cái triệu triệu mấy, nhưng mà mỗi ngày mình đều ra hái bán từ từ vậy đó, chứ không phải giống như mấy cái cây khác mà nó rộ một mùa bán lần vậy đó, thì nó tiền nhiều, Cứ từ bán một từ chút từng nó ngày vậy đó hả? dạ. Em mà nhưng chị thấy là có làm gỏi măng cụt sống hả? Em có làm thử chưa? Em không biết làm cái đó đâu mà ăn dở, ăn em thấy không ngon mà sao ai cũng khen á, Vậy đó đây là mình không hợp. hả? Rồi thí dụ em muốn mở một cái shop cho mình đó thì em nghĩ là mình phải bỏ bao nhiêu vốn thì mở một cái shop giống như em thích? Bây giờ em chỉ mơ ứng thôi chứ chưa có điều kiện sao em dám nói được Thì mình cũng phải chị. dự trù chứ, thí dụ mà mình mơ như đó mà mơ mở cái shop thì mình cũng có thể mình dự trù mình nghĩ là khoảng bao nhiêu tiền thì mình sẽ mở được cái shop đó, đâu có biết được em. Chuyện đó là Em chuyện nói riêng. gì, em nói gì là mấy anh kia chạy hết luôn. Tương đối thôi, đừng có vượt quá xa tầm tay, vài trăm á thì ok chứ đừng có nói vài tỷ là mấy anh chạy thiệt á. Em nói nhà em trong quê vậy rồi sao em, nếu mà em sửa đồ thì cũng đâu có khách hàng mà nhiều đâu mà em sửa. À, mình đi chấm chị, đi ra có cái mặt tiền của cô cho ở nhờ sửa, cái mặt tiền thuê sửa đồ thì dùng thị trấn, còn nhà mình ở hiện tại ba mẹ với em đó thì sức vô trong đi đây trong đó khoảng chừng 5 phút à. Là em có thuê một chỗ để em mở tiệm may của em hả? Dạ không có thuê mà cô cho ở đậu. Cô ruột em hả? Cũng cũng hên may mắn ha. Ở khu đó là người ta ở đông không? Ngay thị trấn chị, gần chợ chợ nhỏ cũng có người đi ra vô nhiều, Vậy là giờ cho xích em xích bên công nghiệp, có khu công nghiệp. em rồi em chưa có từng, em chỉ mới lấy chồng có một tháng mấy ngày thôi thì hiện tại bây giờ nè, sau đó mà sau khi chia tay với người đó khá lâu như vậy, chị nghĩ chắc em cũng có vài ba mối tình nữa hả? Không chị, ý là em nhát quá nhưng mà người ta chọc chọc em thấy em cũng sợ sợ rồi thôi, em không dám tiếp xúc, kiểu như qua loa thôi chứ không dám đi sao, Vậy đó hả? người ta làm. Rồi bây giờ em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em chỉ thích người trung thực chứ kiểu lo làm ăn thôi chị. Trung thực. Lo làm ăn. Em thích là một người lo làm ăn, phải chăm chỉ làm ăn đó phải không? Rồi nếu mà em muốn tìm người bạn cho mình như thế này đây, em nghĩ là người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay em muốn giới hạn ở đâu đó thôi? Chắc nước ngoài càng tốt chị ơi, Việt Nam thì em không biết sao mà em nhìn bạn em với nhìn em sao em thấy nếu mà được nước ngoài thì tốt hơn. Được nước ngoài thì cũng tùy theo, nhưng mà có thể nói là quá tốt. Nhưng mà chị, em muốn hỏi em là em nhìn bạn em với nhìn em là sao? Em có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Con trai Việt Nam thì ngon, mình nói lên đây sợ ảnh hưởng luôn, nhưng mà sợ đụng chạm, nhưng mà em nếu mà được điều kiện quen với anh ở ngoài thì tốt hơn, mình nên
khác nhau về cách sống nhiều đâu, phải không? Nói như vậy nhưng mà thí dụ em là Thì một coi như tiền chị ơi. em mong Để như muốn cái duyên mình gặp anh Việt Nam anh thương yêu nhiều hơn thì lúc đó thì thay đổi sao? đúng rồi, cái mong muốn mình là như thế nhưng mà nhiều khi mình không biết duyên mình nó nằm ở đâu ha. Thông thường á là em thích nấu những món ăn gì? Có ăn được thôi chứ không ngon luôn chị. Cha mẹ em bán hàng ăn, em không học được bí kíp của mẹ em hả? Em không ăn mà của mẹ em đâu, mẹ em nấu ngon lắm. Rồi hiện tại là em đang ở nhà em gái của mình hả? Nhà chị gái vui Chị gái của em là là em hai chị em ba người con trai, người anh hai, hai đứa con trai chị gái của em làm công việc gì? cũng hay luôn chị. Ồ, cũng may luôn hả? May đồ khách hay là may đồ giống như em? Dạ cũng sửa đồ nha em, trước chị cũng may sau này sửa. Rồi chị gái, gia đình của em có ủng hộ em đi tìm người bạn cho mình Em bằng tống riêng chưa rồi chị ơi. không? Phải là tại vì em cũng xinh đẹp mà cũng dễ thương mà tại sao em khó tánh không, khó chịu không? Chắc hơi kỹ tính lắm. Kỹ tính ở chỗ nào, nói chị nghe thử. Nếu em lại mà thấy em chăm chị nhiều quá em cũng không thích. Không thích đàn ông nói chuyện nhiều. Rồi có không thích nào nữa không? Nói nhiều mà nó không giữ lời nói với nó tùm lum tà lê hết, người ta đâu nhớ gì đâu chị. Nói tùm lum là những người đến đeo đuổi em nói nhiều quá phải không? Nói nhiều quá em không nhớ hết mà người ta cũng không nhớ hết luôn phải không? Những lúc như thế thì em sao, em trốn đi chỗ khác hay là sao, hay là em nói thôi thôi đừng nói nữa đi về đi là sao? Ừ, thì mình nói là mất công việc rồi rồi lên Vậy chơi mình đi vậy là sao lúc nào rảnh lại nói tiếp. hả? Là lúc mà em đang may ở ngoài chỗ tiệm của em đó À. hả? Có anh nào tới nhà em không, tới tận nhà em không? Không nữa chị, như kiểu người ta chọc rồi mình cũng lớn rồi, mình kiếm cái cách mình tránh khéo khéo thì người ta cũng ngại, người ta cũng một vài lần rồi thôi. Rồi cha mẹ em như thế nào, ý kiến gì không? Cha mẹ em bao nhiêu tuổi rồi? À, mẹ em 70 ra 71. Hiền Lớn lắm ba mẹ mình. Giờ miền Tây mà chị. cũng lớn tuổi rồi ha, còn khỏe không? Dạ khỏe. Rồi cha mẹ em có nói ồ con phải tranh thủ tìm chồng đi để thôi mai mốt sống mình không? Vậy em trả lời như thế nào? Chưa gặp ai được hết. Rồi em có nghĩ là một anh muốn làm quen với em cao khoảng bao nhiêu thì ok không? Thì một anh tới chừng 6 mấy trở lên, Mét cao sáu. 1m6 mấy trở lên, à khoảng 1m68 trở lên. Tại sao là phải khăn cao 1m68 trở lên em? Nhìn nói chung là nhìn cho người mình nó dông dãi, nhìn nó cũng dễ coi. Em có muốn anh ấy là phải nấu, biết nấu ăn gì không? Dạ không cần đâu chị, đi làm ngoài xã hội được rồi chị, chuyển nhà đi. Nãy em nói em không có nấu ăn ngon mà rồi nếu mà anh ấy không biết nấu ăn nữa rồi ra hai chồng đi ăn công tiệm à? Mà sẽ cố gắng, có gia đình thì mình phải cố gắng chứ. Đúng rồi, từ từ học là biết học phải không? Đó là chuyện nấu ăn cũng đâu có gì đâu khó khăn. Nhất là thợ may nữa, tỉ mỉ nữa thì nấu ăn cũng không có dở đâu. Phải ít nấu thôi. Giờ có cha mẹ lo nấu thôi phải không? Mình đâu có nấu đâu. Em cũng phụ chứ. Thỉnh thoảng thôi, không có nấu nhiều. Rồi em ở ngoài tiệm thường xuyên hay là lâu lâu em mới về nhà? Không, mỗi ngày đi mỗi ngày về chị, tới tối về chiều chiều cứ thôi. Nhà em á là có được chồng mà măng cụt, vừa nãy em nói măng cụt và xoài hả?
Xoài gì? Xoài cát chu quá chị. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng rằng sau video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả giùm chị ha. Em chào khán giả, em chào chị. Tai nạn, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius and Pius với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luật sư tai nạn.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.